Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Điện Việt Nam. Chẳng hạn, nếu vỡ đập Thủy Điện Hòa Bình thì chiếc xe tăng 40 tấn ở Sơn Tây sẽ bị thổi bay như lá vàng. Sau 30 phút, toàn đồng bằng Bắc Bộ sẽ chìm sâu 4 đến 60 mét, cướp đi sinh mạng 15 triệu người. Thông tin đó có phải là sự thật không? Mời các bạn theo dõi video nhé! Khi xây dựng đập thủy điện, thế giới bao giờ cũng tính toán các phương án để đề phòng thảm họa, phòng tránh thiệt hại. Ở Việt Nam, khoảng 20 năm nay, chính phủ đã có quy định về việc lập các phương án cho trường hợp tai họa có thể xảy ra đối với tất cả các thủy điện. Có nhiều người phóng ra nói, một xe tăng ở Việt Trì có thể bị thổi bay ra Biển Đông nếu vỡ đập. Điều đó là rất vô lý với những người hiểu biết, nhưng lại rất có lý với những người không hiểu biết. Điều này là không thể, làm sao mà một chiếc xe tăng nặng 50 đến 100 tấn bị đẩy đi như thế được? Nó không phải là lá tre, nên điều đó không thể xảy ra. Đập thủy điện Hòa Bình được Liên Xô thiết kế, xây dựng nhưng hệ số an toàn còn cao hơn tiêu chuẩn của Mỹ, tức là có hệ số dự phòng rất lớn. Nó có khả năng chống lũ lớn, tới 60.000 mét khối trên giây, tức con lũ không bao giờ có. Trong 120 năm quan trắc, chúng ta chỉ ghi nhận một con lũ kỷ lục là 22.600 mét khối trên giây. Thủy điện Hòa Bình có 18 cửa xả, bao gồm 6 cửa xả mặt và 12 cửa xả đáy. Năm 1996 xảy ra lũ lớn trên sông Đà thì Thủy điện Hòa Bình chỉ mở có 7 cửa. Còn lũ tháng 10 năm 2017 rất đột ngột thì thủy điện này cũng chỉ mở 8 cửa và chỉ mở trong một ngày đêm rồi lại đóng lại ngay để trữ nước phục vụ cho tưới tiêu mà không có trục trặc gì. Điều này có nghĩa hệ số dự phòng còn rất lớn. Hơn nữa, Thủy điện Hòa Bình là đập đất đá, tồn tại đến nay là hơn 30 năm. Mà đập đất đá càng lâu càng chắc vì đất đá ngày càng bị ép xuống, các chỉ tiêu chống sự cố tăng lên. Hàng năm trước mùa lũ, các công trình thủy điện như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu phải kiểm tra các thiết bị đóng mở, mở ra đóng lại từng cái một để xem. Có gì nghi ngờ không, có gì phải khắc phục ngay. Tất cả thông tin thu được phải trình ngay cho Hội đồng Khoa học Nhà nước về an toàn đập. Mỗi năm hội đồng đều họp và kiểm tra lại tất cả 3 thủy điện đó. Họ kiểm tra không phải đến tận nơi nhìn đập mà bằng các số liệu quan trắc trong suốt một năm. Các đập có đủ thiết bị quan trắc, công nghệ hiện đại. Các thiết bị đó qua hệ thống điện tử đưa dữ liệu về phòng điều khiển. Tất cả các đập thủy điện lớn nhỏ đều phải được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy định rất nghiêm ngặt của nhà nước. Hồ thủy điện khi được quy định điều tiết chống lũ phải có dung tích chống lũ. Ví dụ, Thủy điện Hòa Bình dành 3 tỷ mét khối nước, Thủy điện Sơn La dành 4 tỷ mét khối nước để chống lũ. Có nghĩa dung tích đó luôn luôn để chống để dành, trong mùa lũ thì phải hạ nước xuống để có dung tích đó. Quyền điều tiết nước là Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Trung ương chứ không phải chủ hồ. Hồ được các chính quyền địa phương giám sát bằng camera. Mức đó không giữ được thì chủ hồ bị quy trách nhiệm. Đối với các nhà máy thủy điện nhỏ chỉ phát điện. Để góp phần chống lũ, họ hạ mức nước xuống để tạo ra dung tích nào đó, nhưng không được bao nhiêu. Dung tích đó chỉ giúp giữ đỉnh lũ ở mức nào đó để ở phía hạ lưu người dân có thời gian chuẩn bị, không thiệt hại về người. Các chủ hồ đều có trách nhiệm chấp hành quy trình như vậy. Có quy định rất ngặt nghèo là dù hồ lớn hay nhỏ, chủ hồ không bao giờ được xả ra lưu lượng lớn hơn khi lũ về, tức mức nước xả lớn nhất chỉ bằng nước lũ đến. Họ không có quyền tạo ra lũ nhân tạo, tuyệt đối không được tháo nước ra nhiều hơn nước tự nhiên. Người ta quan trắc thủy văn để tính toán lượng nước xả, nước mưa. Các chủ hồ đều có trách nhiệm chấp hành quy trình như vậy. Giả thiết xảy ra sự cố vỡ đập Hòa Bình thì theo tính toán mô hình thủy lực hai chiều, mức độ ngập tại một số điểm ở Hà Nội rất cao. Nếu cả ba đập Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang cùng vỡ thì toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng sẽ bị ngập. Trước tiên các bạn tìm hiểu về hệ thống các dòng nhánh sông tạo nên nhánh chính sông Hồng ở thủ đô Hà Nội, bao gồm sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Thao. Trên sông Đà thì có thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, trên sông Lô thì có thủy điện Tuyên Quang. Sông Hồng có thủy điện Thác Bà. Kịch bản vỡ đập trên từng nhánh sông được các nhà khoa học Viện Khoa học Thủy lợi đưa ra. Đối với kịch bản vỡ đập Hòa Bình, khi xảy ra vỡ đập, dòng nước có vận tốc rất lớn, cách công trình 100 km có thể lên đến 17 m trên giây. Vận tốc dòng chảy trên sông luôn lớn hơn vận tốc 2 m trên giây, vận tốc dòng chảy trên đồng bằng đạt đến 2 m trên giây. Khi vỡ đập mực nước, lưu lượng dòng chảy trên sông Hồng tăng cao, gây nước dình lên các nhánh sông Cầu, Lục Nam và nước tràn ngược lên các nhánh sông Thao, Lô, thường làm giảm khả năng thoát lũ cho các tuyến sông này. Chênh lệch mực nước tại các vị trí cầu giao thông lớn nhất là cầu Đuống lên đến hơn 1 m, với cầu Trương Dương chỉ 3 cm và cầu Triều Dương là 20 cm. Khi sự cố gây vỡ đập Hòa Bình, lưu lượng tại Sơn Tây đạt 69.400 mét khối mỗi giây, lưu lượng tại Hà Nội 61.592 mét khối mỗi giây. Lưu lượng tại Thượng Cát trên sông Đuống đạt 14.100 mét khối mỗi giây. Nước tràn qua đê, vị trí có cột nước tràn đê lớn nhất tại khu vực thành phố Hòa Bình, từ 2 mét trở lên. Tiếp đến là đoạn cuối sông Đà từ cửa vào cống Cẩm Đình về hạ lưu, cột nước tràn từ 0.9 đến 4.2 mét. Trên sông Hồng tại,
Sơn Tây nước tràn 1,1 mét. Tính toán theo mô hình thủy lực hai chiều, mức độ ngập tại một số điểm ở Hà Nội như tại Sơn Tây 18,4 mét, mực nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội, tại trung tâm quận Ba Đình ngập gần 1 mét. Trường hợp xảy ra vỡ đồng thời cả ba đập Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, kết quả tính mô hình thủy lực một chiều, lưu lượng về đến Hà Nội khoảng 66.706 mét khối trên giây. Khi đó sẽ gây ngập toàn bộ vùng đồng bằng sông Hồng, thiệt hại sẽ không thể nào tính toán được. Nhưng từ khi xây dựng các thủy điện, Hòa Bình đã giảm cắt lũ cho đồng bằng sông Hồng và đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội. Nhiệm vụ chống lũ của thủy điện Hòa Bình được đặt lên hàng đầu. Trước khi có thủy điện Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, ảnh hưởng đến hàng chục triệu hộ dân cũng như sản lượng lương thực phía Bắc. Thủy điện Hòa Bình phải cắt được những trận lũ lớn, đảm bảo cho mực nước sông Hồng ở Hà Nội không vượt quá 13,4 mét, mực nước uy hiếp cho hệ thống đê điều của thành phố Hà Nội. Không ai bảo rằng những công trình thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu tạo ra lũ. Khi chưa có thủy điện, vào những năm 1945, 1969, 1971, đỉnh lũ lên đến trên 21.000 mét khối trên giây, khiến toàn bộ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ngập lụt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Nhưng từ khi có thủy điện Hòa Bình, công trình đã cắt được hàng chục trận lũ lớn. Trong đó điển hình nhất là vào năm 1996, lưu lượng nước lũ về hồ lên tới 22.650 mét khối trên giây, lớn nhất từ trước tới nay. Nhưng hồ Hòa Bình đã cắt được trên 9.000 mét khối trên giây, xả xuống hạ lưu 13.000 mét khối trên giây. Nhờ vậy, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã không vượt ngưỡng nguy hiểm. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu năm đó không có hồ Hòa Bình thì mực nước sông Hồng tại Hà Nội có thể đạt 13,46 mét, vượt ngưỡng an toàn. Như vậy, toàn bộ thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ bị đe dọa, có nguy cơ vỡ đê ở vị trí sung yếu. Riêng thị xã Hòa Bình lúc đó chắc chắn sẽ bị ngập trong nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.